dù cho là mình tôn à, giáo nào mình cái môn lễ phật là giống như một cái môn tập thể dục mà lại dưỡng thăng dưỡng tâm nên đều vô lễ phật được hết thật sự thì tu môn nào thì cũng muốn tự tánh phật hiển lộ để con người có tâm thương yêu tha thứ khoan dung dễ tính thì môn tu nào cũng mình cũng muốn gầy dựng như vậy nên người nào thích vô lễ phật thì mình cứ vô mình lễ phật thở nhất là những người mà người ta mà kiểu mà bệnh đau nằm rề rề rồi đó. ta vô người ta niệm phật người ta lễ phật giống như nó được thao tác rồi thêm cái nó dưỡng tâm có người tự nhiên nó, nó nó bình an cái tâm đặc biệt lắm còn những người mà những ví dụ như những cái thời gian mà mình đang làm mai đồ mình làm cái gì cái gì ngồi công việc làm không lễ phật được thì vì cứ cứ ngồi quý vị làm việc vì với... niệm phật được theo quý vị niệm theo giống như tuy là mình không có lễ phật được mình đang công việc gì mình đang bắt tiền mình cũng thích hướng đến phật cái tâm thích đó đó quý vị nó gầy dựng cho mình từ 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 tự nhiên công việc nó gầy dựng từ 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 cái sự tu nó gầy dựng từ từ công việc nó chuyển biến cho mình tự nhiên mình có thời gian mình niệm phật lễ phật nghĩa là chúng ta đều cho người khác có thời gian có cơ hội để cho người ta được có thể tu tập nên thí dụ như những người người ta đang làm việc bắt ra lễ phật đâu được đâu nhưng đức thấy có những người người ta làm việc uh, giống như làm ngân hàng luôn mà người ta lấy cái điện thoại người ta người ta đặt thấp thấp ở dưới người ta cũng muốn nghe câu phật hiệu đó là thiện căn đặc biệt không mình nói không được được hết thực sự mà nói thì mình có được thời gian ngồi niệm phật thì mình ngồi niệm phật người ta không có thời gian thì người ta ngồi người ta làm việc người ta cũng nhớ phật hướng theo hướng theo Rồi mình có thời gian mình lễ Phật được mình lễ Phật Người ta không có thời gian người ta lễ Phật được Hoặc là những người yếu đi Thì người ta ngồi trên ghế người ta xá Phật Nên tại gia đình mình tu tập đó, Mình mình hướng dẫn cho cha mẹ của mình Bắt cái ghế cho cha mẹ ngồi Mình niệm Phật hoặc lễ Phật Cha mẹ ngồi đó xá Phật Khi mà mình lễ xuống Cha mẹ xá theo vậy thôi Nghĩa là mình đều tạo điều kiện cho người trẻ, người già, người rảnh, hay là cái người bạn biểu gì người ta chỉ cần người ta thật sự người ta muốn tu tập thì người ta cứ vào người ta tu tập thôi hết một thời đó nó cũng có cái phước duyên của mình đó quý vị được gây dựng được tích lũy từ 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 nên ấy, cái đạo tràng trên không chung của mình là là những đứa đưa lên cái phương pháp tu và cái tư tưởng rất đơn giản và rất dễ ai cũng áp dụng được cả thí dụ như vị vô tu được 20 phút đi tự nhiên có người kêu quý vị công việc gì hơn nam mô giờ Phật con tu được 20 phút Con xin đi ra Cũng được 20 phút không? Hoặc là qua 20 phút rồi mà mình mình mới làm việc xong Thì vì cứ nhảy vô quý vị lễ Phật Được 20 phút Thì được 20 phút còn hơn là quý vị không lễ được 20 phút Nhưng Đức thì thực sự cái tâm tư như Đức nghĩ rằng là Nó được một chút còn hơn là nó không được cái gì Được một chút còn hơn là không được cái gì Nên như Đức nói cái người có sai ác cỡ nào Nhưng chỉ cần người ta niệm Phật mình hỏi được không được được hết ai niệm phật cũng được hết chứ quý vị à, chỉ cần chịu niệm phật là tốt rồi quý vị à niệm nhiếp tâm hay niệm không nhiếp tâm niệm niệm nhiếp tâm hay là niệm tán loạn đều được hết chỉ cần người đó thích niệm phật chịu niệm phật nghe có bọt hiệu được là có thiện căn liền đó, nên cái cõi này là cái cõi của chúng ta là cái cõi khó tu nên ai mà chịu tu được một chút mừng giùm cho người ta một chút nó không có quy tắc này kia quá Tại vì đây là cái đạo tràng trên không chung Cái đạo tràng từng gia đình Đã là từng gia đình thì mỗi nhà mỗi cảnh Mỗi người mỗi nghiệp Mỗi nhà mỗi cảnh là mỗi nhà mỗi công việc Mỗi, người mỗi nghiệp là mỗi người tinh tấn Hay là giải đãi gì đó Khác nhau Nên người ta nghe được có vật hiệu Ta niệm được có vật hiệu là đặc biệt Nên có đứa bé như xíu xíu Mà ngồi nghe nói chuyện nói tí tí Hay ghê Chứ nó ngồi Đang qua không? Nên từ nơi đó mà những đứa kia mà lấy vật những đứa thấy có những người, người ta may đồ có những người, người ta làm việc có những người, người ta làm sổ sách nữa quý vị Mà người ta cũng bật lên người ta người ta niệm vật với mình đó những đứa thấy cái miệng người ta niệm rõ ràng nó 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 kể. ta niệm được vài câu cũng đặc biệt nên chúng ta tu tập viết rồi bản thân mình nghĩ thôi giờ đó với chúng sanh là bạn hết đi quý vị thận cũng là bạn nghịch cũng là bạn luôn đi bạn hết đi Nói bây giờ ví dụ như bây giờ đa phần vô cái room của mình tu tập trong cái đạo tràng không chung của mình Những đức thấy đa phần là cư sĩ không những đức cũng là cư sĩ đa phần cư sĩ hết luôn đức nhìn thấy cư sĩ không à quý vị à, thôi bây giờ chúng ta đều là cư sĩ bạn cư sĩ Đấy không nghe là chúng ta là đều là bạn hết đi thuận cũng là bạn mà nghịch cũng là bạn thôi là bạn hết đi quý vị có khi bây giờ bản thân những đức đang ngồi đây là gì ai biết trong người những đức giờ nó đang bị bệnh gì khi ung thư thời kỳ cuối thì cũng không biết Hay ung thư bao tử gì chẳng mình cũng không biết khi bữa nay sống gì ngày mai nó chết thì sao? nên hôm qua tự nhiên đau 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 đi khám bệnh bác sĩ nói ung thư thời kỳ cuối, nên, bác sĩ nói sắp chết, bây giờ thôi là bạn hết luôn đi phức cho rồi. hôm qua tự nhiên nó đau cái bụng, đau cái chiều tự nhiên đau quá đau, đi khám thử ta nói bị ung thư, vậy bị coi, đã ung thư rồi giờ còn buồn giận ai nữa giờ quý vị? càng chết đều buồn giận ai nữa giờ thôi là bạn hết quý vị thuận cũng là bạn nghịch cũng là bạn nên từ hôm nay những đức nghĩ mình sắp chết là bạn hết không có bực bội không ghét ai nữa lúc trước những người thương mình thiệt thương cũng là bạn lúc trước có những người ghét mình chửi mắng mình bây giờ là bạn hết đi. chúng ta là bạn hết quý vị đến cuộc đời thà thêm người bạn còn hơn thêm một kẻ thù nhớ kỹ nghe thà mình thêm một người bạn thêm một sự thuận duyên còn hơn thêm một cái nghịch duyên nên từ hôm nay những đức nói mình là bạn hết đi không phải á, bây giờ mới là mình là bạn hết đâu mà từ đó đến giờ mình thích kết bạn lắm như vậy. thích kết bạn nên bây giờ chúng ta là đều là cư sĩ sống cuộc sống này tu tập cũng khó lắm chứ vậy đâu nên bản thân đều là bạn hết đi là hay nhất dù người ta không muốn làm bạn với mình mình cũng không muốn làm kẻ thù của người ta cái tâm cứ như vậy mình tu tập mình niệm phật là đặc biệt nhất nên cái đạo tràng trên không chung của mình là Đưa lên phương pháp tu dễ Không có một cái quy tắc gì Để trở ngại vị hết Ai cũng có thể vô tu được hết. Nên những Đức nói rằng quý vị đừng ngại Khi công việc quý vị bận biểu quá Còn có 10 phút được lễ Phật Quý vị cứ vào lễ Phật Đừng ngại Hoặc lễ Phật được 10 phút công việc lo việc của mình Quý vị được 10 phút lợi ích Có nghĩa là như thế nào cũng mong cho người ta Được lợi ích một chút mình đến với cuộc đời này mình muốn cho chúng sinh được lợi ích đúng không điều mong cho người ta được lợi ích nên tự, những đức bước ra ngoài mà những đức được cái đạo tràng nên không chung này là những đức cũng thấy mừng nên bản thân những đức cố gắng mỗi ngày lên tu với quý vị để chúng ta động viên nhau để mình cố gắng niệm phật vì cuộc đời này rất là vô thường sống bên nay chưa biết ngày mai chúng ta còn sống hay không vì cái chết trong cuộc đời này nó rất là nhiều cách chết nó nhiều loại chết lắm nó không phải chỉ có già mới chết đâu mà có khi còn trẻ mình cũng bắt tự mình chết queo Hoặc là nhiều thứ thể loại để chết Nên chúng ta cứ thường nhắc mình như vậy Để thấy được cái sự nghiệp của cải gì của mình Mình cũng nghĩ Một hơi thở thở ra không hít vào Mình đâu có cầm theo được cái gì đâu Nên mình cũng còn nặng nề nữa. Nên bất cứ lúc nào sự trở ngại gì Hoặc là tai nạn gì Hay sụp đắt lửa cháy Hay là bất cứ một sự cố gì chết Chúng ta đều nói nó đến Vô thường đến Chấp nhận thôi để niệm Phật về cực lạc thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình tới 70 tuổi, 80 tuổi mới chết. Hoặc là ông bà của mình sống tới 90 tuổi, chắc mình bèo bèo cũng 80. Đừng nghĩ gì. Cuộc đời con người gì thọ mạng, chúng ta không biết đâu. Nên chúng ta luôn luôn nghĩ ngày hôm nay được sống. Và có khi một chút hay ngày mai chúng ta sẽ chết. Vì nhiều cái nghiệp để chết. Nên chúng ta đều chấp nhận hết. Nếu quý vị có cái tâm này thì nó lạc quan lắm. Vì mình gần chết rồi mình buồn ai giờ quý vị? Mình gần chết rồi, mình buồn ai giờ? Chết ai giờ? dặn ai gì những đức bây giờ nói nó từ bây giờ mình rèn luyện mình không có bao giờ bực bội ai tại vì sao mình vui trả hết cái cái nghiệp của mình đã gieo ở trong cõi này mình trả cho xong đời này phước cho rồi đi nên những đức cũng khuyên quý vị là chúng ta đều phát tâm trả nghiệp một đời này phước cho rồi đi quý vị để mình về thế giới cực lạc đi không lẽ giờ mình lôi kéo gì nữa giờ không leo lôi kéo đời sau nó tạo nữa làm sao nên đời này mình vui trả hết đi dù bây giờ gặp vợ gặp chồng Có thận có nghịch gì Có khổ gì ở bên cái cuộc đời mình Trong gia đình mình Thế vị cũng những đức khuyên vị nên trả nợ đi Đó là điều do chính mình gieo Mà giờ gặp quả đó Hãy vui trả hết đi Thật sự chúng ta hãy cùng trả hết đi quý vị Thật sự mà nói như bản thân những đức cũng tạo Tạo nhiều nghiệp trước lắm, Nên bản thân những đức cũng gặp nhiều thứ lắm. Nên bây giờ thôi Cái đặc biệt nhất của mình là phát tâm trả hết đi Xem cái thượng cái nghịch là bạn hết dù cho mình đến với người ta hết lòng hết dạ Bằng cả tấm lòng Môi tim môi ruột ra cho người ta chăng nữa Mà người ta đối xử sao Cũng không ghét người ta Tại vì sao Vì tôi muốn về cực lạc Giống như cái câu hợp nhân đức nói rằng Dù cả thế giới này có chở mặt với mình Thì mình cũng không chở mặt với họ Vì sao Vì mình muốn làm Phật Mình muốn về thế giới cực lạc Cũng vì muốn về thế giới cực lạc Nên đều là bạn hết Để trả cho xong một đời này luôn đó là những điều mà chúng ta khi tu xong nói chuyện chút Nhưng nó cũng là trọng lượng lắm đó quý vị Mình còn được ngồi với nhau như vậy là hạnh phúc lắm rồi Thật sự, rất là hạnh phúc Cuộc đời này rất vô thường Một ngày nào biết chúng ta còn ngồi chung với nhau như vậy hay không Nên hãy trân quý những giây phút Mà chúng ta khuyên nhau niệm Phật như vậy Và nhớ trong lòng của mình Cố gắng niệm Phật Dễ tính, đừng buồn giận người khác để trong tâm Mang tâm tha thứ Và xem tất cả chúng sanh là bạn Không có là thù Vậy thì chúng ta sẽ cảm với bộ nguyện của Phật để hướng về thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Phật. Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc đi ơi. A Di Đà Phật.